Chào mọi người, trên tay mình đang cầm là một chiếc máy mã vạch di động của Opticon Commodore là OVN206. Đây là một chiếc máy vạch 1D với khả năng kết nối nhanh chóng thì nó giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như là công suất con người. Nó được ứng dụng đa dạng từ các cửa hàng nhỏ cho đến những công ty lớn, ngoài những việc như là quản lý sản phẩm, hỗ trợ thanh toán, quản lý kho thì nó cũng là một sản phẩm lý tưởng cho việc đi sự kiện tại các sự kiện thông qua việc vạch mã vạch. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối thiết bị này với một chiếc điện thoại. Đầu tiên để mở Bluetooth thì các bạn nhấn giữ nút này, nút nhỏ này. Rồi, nó kêu tích và đồng thời nháy đèn xanh thì Bluetooth đã được mở. Tiếp theo các bạn vào mục Bluetooth của điện thoại các bạn. Giờ thiết bị này. Sau khi giờ được thiết bị thì các bạn kích chọn thiết bị. Rồi, máy tít và tắt đèn, có nghĩa là đã kết nối xong. Tiếp theo thì các bạn chỉ cần vào một cái mục nào đó, hoặc là phần mềm, hệ thống, hoặc là một cái notepad đơn giản để quét mã vạch. Mình sẽ dùng notepad của mình. Đó, nó đã đọc và chuyển dữ liệu lên điện thoại. Đó, vậy là đã xong được cái phần kết nối với điện thoại. Để tắt thì các bạn chỉ cần nhấn giữ lúc này. Tiếng kêu vậy là đã ngắt được kết nối giữa thiết bị với điện thoại. Vừa rồi mình đã giới thiệu một số tính năng cơ bản của chiếc máy này và cách vận hành. Để tìm hiểu thêm về những cái dòng máy vạch mã vạch di động hoặc là không dây thì các bạn có thể liên hệ đến công ty Thế Giới Mã Vạch để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn. We'll be right back.